Xin chào cả nhà, chúng ta lại cùng quay trở lại với livestream của phòng khám thẩm mỹ GN. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cho mọi người theo dõi kết quả sau khi thực hiện sửa mí này. Mọi người có thể nhìn thấy không ạ? Một kết quả sửa mí vừa mới thực hiện xong với hình ảnh trước này. Mọi người có thể nhìn kỹ được cái nếp mí của Mỹ Hằng này, dù đã thực hiện một thời gian khá là dài rồi nhưng mà nó vẫn sâu và to, và cái đôi mắt nhìn nó không được có độ tự nhiên và linh hoạt, nhìn nó hơi bị lờ đờ một chút. Và bây giờ thì sau khi thực hiện sửa mí xong được 7 ngày rồi, hôm nay thì chị đến cắt chỉ, nhưng mà mình thấy là cái khuôn mí nó khá là ổn rồi. Đó, các góc độ mặc dù là mới 7 ngày thôi nhưng mà cái độ to và độ sưng của mí nó gần như là còn nhỏ hơn cái mí được rất là nhiều năm của vị khách hàng này rồi. Đấy, mọi người nhìn thấy không ạ? Đặc biệt là để ý cái độ cong vảnh lông mi nhá. Cái độ cong vảnh lông mi của chị đã có được cái độ tươi trẻ và nhìn mắt nó có độ mở và sáng hơn rất là nhiều. Đây, chúng ta sẽ cùng nhìn thấy các góc độ đi ạ. Hôm nay thì cắt chỉ xong rồi, chị thấy thoải mái hơn chưa? Chị thấy thoải mái hơn. Về nhà có cảm thấy khó chịu không? Từ hôm cắt sửa mí xong. Không em. Với kết quả này thì chị đánh giá so với những cái lần trước là mình thấy thế nào rồi? Chị thấy có tiến triển và thấy tốt hơn. Bây giờ là chị đã thấy cái nếp mí nó còn sưng tí mà nó còn to bằng như thế, thì chắc chắn là sau khoảng 2 đến 3 tuần nữa thôi là cái nếp mí nó còn nhỏ nữa và nó sẽ mang lại độ tự nhiên nhất cho mình nhá. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy không ạ? Cái độ mở mắt của Mỹ Hằng này với kỹ thuật là sửa mí này, hạ sai này và kết hợp là điều chỉnh cơ nâng mi, công nhận là, và một phần nữa đó là lớp lót mô mỡ ở bên trong nữa để làm cho cái phần nếp mí nó được có độ căng và cũng là cái độ mở không bị bám dính vào nhau, và giúp cho cái nếp mí được nên tròn đầy hơn. Và bằng thử các hình thấy không ạ? Đây là kết quả sau 7 ngày với thẩm mỹ GN của bác sĩ Hùng Thanh. Mọi người có nhìn thấy không ạ? Đó, các góc độ của mí, sửa mí này. Đó. Đây. Với chị chắc là sau khoảng ngày đầu tiên đến ngày thứ 2, thứ 3 thì có sưng nhất không? Có thể sưng không? Có sưng đấy. Bắt đầu thì hôm nào thấy nó bắt đầu nó nhẹ hẳn. Từ ngày thứ 3 trở đi. Từ ngày thứ 3 chị nhẹ hẳn rồi đúng không ạ? Hôm nay cắt chỉ xong cũng thoải mái hơn rồi đúng không ạ? Bây giờ thì mình cố gắng là tích cực là vệ sinh cho em nhé. Vệ sinh ở cái đường chân chỉ này một chút này. Đấy, và sau đó là mình tiến hành là massage nhẹ nhàng. Đấy, di nhẹ nhàng cái tăm bông để giúp cho cái vết sẹo cũng như là cái đường khâu nó được thẩm mỹ hơn và nó sẽ ổn định hơn nữa nhé. Mình tích cực bôi kem sẹo cho em này 2 lần chị nhé. Đó. Những bạn bè của mình khi nhìn thấy kết quả của mình thấy sao rồi ạ? Mọi người khen là đẹp hơn lần trước đấy, ok. Một lần nữa thì cảm ơn chị đã tin tưởng với thẩm mỹ GN, và hy vọng là với sự thay đổi này của chị sẽ giúp chị ngày càng trở nên tự tin và xinh đẹp hơn nha.